tới trưởng thai. Sau đây kênh lại là mình Medi đây. Thì hôm nay mình với anh Medi sẽ làm một cái thử thách là thử lòng người lạ. Mình sẽ lại hỏi người lạ là con số yêu thích của họ là gì. Ví dụ như là người ta nói là thích số 3 đi, thì mình sẽ mở 3 hộp và nhấp 3 lần vào các hộp đó, xem là mở ra có hên hay không nè. Anh Medi nghĩ như thế nào, có hên hay em? Em ơi, đó là khi bạn nó chọn số 3, nhưng mà lỡ bạn chọn số 300 thì sao? Thì em cho anh mở. Đúng rồi, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Ok, và nếu mà các bạn muốn người lạ mở cho Mel thật là hên á, thì các bạn hãy nhấn like và nhấn đăng ký giúp Mel nha, để cho Mel mở thật là hên nè. Còn bây giờ thì Mel với anh Medi sẽ bắt đầu đi tìm người lạ để mở hộp thôi. Let's go. Ok, đầu tiên thì mình với anh Medi sẽ đi tìm những người lạ ở trong hometown, xem là có ai không nha mọi người. Đâu rồi, đâu rồi, anh tìm cho Mel ơi. Đây là bạn nè, đây, hai bạn luôn. Bạn ơi, chờ mình với. Chào. Ở đây nè, đây nè. Chào bạn. Bạn ấy à? Tưởng mình là ăn trộm á. Nhìn mặt kìa. Hoang mang. Số yêu thích của bạn là số mấy ạ? Rồi, để coi số của bạn là số mấy nha. Mong là số 1 tới 10 thôi. Số 2 luôn, chắc luôn. Có hai cây đàn cày trên đầu nữa kìa. Số 6. Chịu rồi. Ok, được. Cảm ơn bạn ạ. Rồi bây giờ là Mel sẽ mở hộp nha. Đây, bóc thăm chuột lên nước nè. Vì bạn ấy thích số 6 cho nên là mình sẽ mở 6 hộp nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ mở 6 hộp nha. Vì là 6 hộp là lẻ nên là mình sẽ mở từng hộp nè. Rồi, đó, đây là hộp nha mọi người. Bây giờ trong lúc mở là mình sẽ bấm liên tục 6 lần nha. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kiểu như là em bị ấy cái tay á, nó không quen. Hơi non. Vậy là xuống mà phải bấm 6 lần mới được bấm lại đây. Rồi, bấm lại 6 lần nha mọi người. Rồi. Lại nè. 1, 2, 4, 5, 6. Rồi, 6 rồi. Chịu rồi, thua lui. Một hộp rồi nha, rồi tiếp theo. 1, 2, 4, 5, 6. Hộp thứ 2. Ây da. What's that brother? Lại, hộp thứ 3. 1, 2, 4, 5, 6. Hết nè. Không sao. Hộp thứ mấy rồi anh Medi? Hộp thứ 4 nè. Này là hộp thứ 4. 1, 2, 4, 5, 6. Hết đi. Ôi giời ơi. Sao giống anh Medi vậy? Vậy là mở tiếp nha mọi người ơi. Hộp thứ 5. 1, 2, 4, 5, 6. Rồi. Lên. Ôi cu tiêu vậy? Muốn xin lời giờ được rồi. Đúng, cu tiêu quá. Rồi, tiếp hộp cuối cùng. Bây giờ là hộp cuối cùng của bạn ấy nha. 1, 2, 4, 5, 6. Nè. Ôi, hoa sen. Wow. Ôi, liêu luôn kìa. Liêu luôn, trời, cái bạn capybara này là em rất là thích luôn á. Ôi, coi như là cảm ơn bạn nó liền đi, hên quá trời. Trời ơi, đây nè. Ôi, cảm ơn bạn nhiều nha, đã giúp cho mình ra bạn chuột lan nước này. Trời ơi, đã dữ hay trời ơi. Đi luôn kìa. Sẽ bắt đầu lại đi tìm người lạ tiếp theo để mở hộp nha. A few moments later. À, mình thấy các bạn tên là cái gì nè? Sanburi nè anh. Hỏi nha. Bạn này dễ thương nè. Bạn ơi, trời ơi, bạn ấy có capybara chảy nước mũi nữa. Xin vía. Ôi, xịn dưới trời. Số yêu thích của bạn là số mấy ạ? Xin vía. Số 7 đi. Số 1 đi. Hả? Vậy? Bạn này bắt giữ vậy? Tại vì số 24 khá là lớn á mọi người, cho nên là mình sẽ dùng phép nhân nha. Là mình sẽ nhân 2 với 4 là 8, thì mình sẽ mở 8 hộp nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cảm ơn bạn nhiều ạ. Rồi bây giờ là mình sẽ mở hộp capybara nè. Đây, lần này là 8 hộp nha mọi người. Đây, đầu tiên là mình sẽ mở vé lẻ trước đi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, dạ chuẩn vậy. Không sao. Bạn hồi nãy là tới hộp cuối mới hên mà, đúng không? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Không sao, tôi vẫn xin lời bạn này sẽ cho tôi một bạn chuột lan nước chảy nước mũi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Không. Mấy hộp rồi anh Medi? 3 hộp rồi. Anh điểm cho mèo nha. Ok. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hơn nè. Hay là do anh làm mèo đen vậy? Vậy đổi thua tôi chạy. Tiếp nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, bạn táo xanh. Táo xanh này là nhiều người thích lắm đó. Cũng được đi. Tiếp. Em cũng thích ăn táo xanh mà. Đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Latte cho các bạn này ra nhiều nhất luôn. Đúng hợp rồi, nhanh mới đi.
Thảo hộp nha. Rồi hộp thứ 7 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi hoa rơi cửa phạt. Thôi chịu rồi. Hoa rơi cửa phạt, trời ơi. Ồ, cũng được. Được một bạn viết hoa anh đào mà, đúng không? Nhưng mà trùng với bạn hồi nãy rồi. Đúng, còn hộp cuối cùng, cuối cùng nè. Rồi, mong là hên đi. Nam ơi, đào phạt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hay à. Ok. Thôi đen luôn. Trời sao đông dữ vậy. Cảm ơn bạn nhiều nha, mãi yêu. Đây nè mèo ơi, đây nè. Đâu? Ê, kèo. Đây là fan của anh hả? Đúng, bạn baby dễ thương này, chị mèo cả. Dễ thương. Rồi, để bây giờ mèo hỏi nha, số yêu thích của bạn là số mấy hả? Bạn này chắc anh đoán được số. Dạ, số 4. Trời, quá là đỉnh luôn. Cảm ơn bạn ạ. Bây giờ là mèo sẽ mở 4 hộp nha. Bạn này có vẻ như là chuẩn đây. Rồi, bạn này khiến mèo an tâm hả? Rồi, đỡ tốt kim cương. 1, 2, 3, 4. Rồi. Bây giờ em yên tâm đi, mấy cái hộp cuối này nó dữ lắm em. Đúng, tôi sẽ tin. 1, 2, 3, 4. Nè. Trời ơi, đen dữ vậy. Biết sao vậy? Sao mè đen hoài vậy, các bạn này. Rồi, hộp thứ 3 nha. 1, 2, 3, 4. Mình đã nhấp 4 lần vô màn hình. Ui. Và ra chuột sô-cô-la trắng. Chocolate. Anh có con này chưa? Có rồi. Nè, hộp cuối em phải đếm nhanh lên. 1, 2, 3, 4 luôn. 1, 2, 4. Hiếp nè. Đó. Để rồi. Cái lần này là tụi mình sẽ qua khu nghỉ dưỡng nha. Đứng chậm không chậm. Em và mấy bạn này chắc em cũng không dám chào lại đâu. Đồ, bạn này hello lại anh kia. Để em hỏi nha. Hỏi liền luôn, bạn này thấy dễ thương quá rồi. Số yêu thích của bạn là số mấy hả? Số 8. Ây da, số lớn, hơi lớn nha. Số 8 là bằng với bạn hồi nãy đúng không? Nhưng mà không sao. Mở 8 hộp cũng ok. Bây giờ là mình còn 283 kim cương mọi người ơi. Vậy là chắc đủ 8 hộp á. Đủ 8 hộp. May. Rồi bây giờ là mở nha em đi. Rồi coi như 8 hộp là cuối cùng luôn rồi đó. Mà nãy giờ em thấy em mặc bộ đồ này xui quá, thôi em bỏ nha. Đó mặc em tới cùng chứ mới hay chứ. Không được. Nope. Em muốn ra capybara mà chảy nước mũi cơ. Ấy mà cái giờ bộ gì? Này buổi tối mà nó đẹp quá vậy. Rồi giờ tôi mở đây. 8 hộp anh đếm cho Mèo nha. Hộp rồi. Đầu tiên Mèo sẽ nhấp vào cái hộp này 8 lần nha mọi người. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ghê. Trời ơi. Lát té hoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nè. Sao vậy? Lại. Thất bại làm lại. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Thua kéo này ta bày kéo khác. Làm đại rồi là thất bại. Rồi tiếp đi. Tiếp. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hên đi. Trời ơi. Anh bạn à. Ủa em nhớ bình thường em mở hên lắm mà ta sao lần này không ra mấy bạn mà tím không vậy? Bình tĩnh, còn 4 hộp nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hên đi. Ôi đi nhanh vậy. Mai mốt mẹ cho anh đem con đó về luôn. Ủa trời. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nè hên nè. 6 nè. Trời ơi. Rót đen rồi hoài vậy. Không sao, Chúa phù hộ em. Bây giờ chỉ cần màu tím thôi cũng được nữa. Ây. Ôi. Ô. Trời ơi. Tính ra em không nói gì luôn á mà ra luôn kìa. Bạn này là có con bướm trên mặt hay là em giờ em sẽ im lặng, em sẽ không nói nữa. Em phải đếm trong đầu. Đúng, giờ đếm trong đầu nha. Nhưng mà còn mấy hộp? Còn hộp cuối cùng nè em. Hộp cuối cùng. Cũng ôi, được. Cũng được ha. Rồi, thì hồi nãy giờ sau 4 bạn đúng không ta? Đúng rồi. Thì mình nhận được là 2 bạn chuột lan nước, hoa anh đào và một bạn là có con bướm ở trên người nha. Đây đó. Thì nói chung là cũng mở cũng không có nhiều, nói được bao nhiêu đó thì cũng là hên rồi. Và cảm ơn các bạn đã giúp cho Mèo làm mở hộp nha. Cảm ơn các bạn người lạ rất là nhiều. Và nếu mà các bạn muốn Mèo với anh BD làm series này nữa thì các bạn nhớ nhấn like video và nhấn đăng ký kênh. Và đừng quên bật thông báo thì để khi mà Mèo ra video mới thì nó sẽ không cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì sao? Bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye.